CC Nguyên xin tài trợ chương trình này. Đi học cáu vãi lắm. Bắt bố mới đi học. Bắn nổ mẹ trường bây giờ. Lên bảng thì thôi chứ tôi có biết cái đeo ở đâu. Lên là màu tí mà. Các bạn cứ nghĩ cao siêu lắm. Tuyết Hằng.
going to affect you. No, you just seek the will of others, the good of others, just because it's the right thing to do. Okay? Okay. Are you filming? Is this Canadian education? No, but I mean that test that I missed, but I failed to write that. Up. Even though you re-won and re-ran. Quay phim trong lớp này sao giỏi bạn nào. Đến giờ ăn trưa, check in. Tiết thứ ba học môn chế tạo kỹ thuật, tức là vẽ với cái bản vẽ nhà, tạo hình kiểu Minecraft. Cái bên phải có vẻ hơi vuông, trông nó không hợp lý lắm. Cái bên trái thì lại hơi lệch. Hi, Mr. Morgan. How are you? Hôm nay mình sẽ đi xem một trận bóng hockey game tiếng Việt là khúc quân cầu. Khúc quân cầu hay là khúc thì nó là cái đấy đấy. Hôm nay mình khá là hồi hộp bởi vì là lần đầu tiên mình được đi xem một cái trận thể thao mà mình chưa mình được chứng kiến ấy. Mình nghĩ là nó khá thú vị và mình sẽ đưa các bạn đi cùng xem nó như thế nào. Đây là cái bộ môn được ưa chuộng nhất cái đất nước Canada này. Nó vẫn còn một cái bộ môn khác, nó cũng cần kiểu vụt vụt này nhưng mà mình vừa phát hiện ra là nó đéo cho mình cầm camera vào. Thế là hẹn các bạn vào cái máy điện thoại của mình. Con nhạc căng thẳng không? Âm nhạc ở đây khá là sôi động các bạn ạ. Như bình thường ở nhà ấy, như bình thường ở cái ngày bình thường ấy, nó sẽ không được đi ra ngoài như này đâu, rất là chán. Thế hôm nay nhân tiện cái mình được đi ra ngoài ấy, thì mình sẽ review cho các bạn xem cái màu sắc cuộc sống nó như thế nào. Nếu mà mình cứ ở nhà mà mình quay thì nó chả cái gì cả ấy. Mình muốn đưa các bạn ra ngoài, đưa ra xem có cái bên ngoài có những cái gì, kiểu cuộc sống xung quanh ấy. Vui của nó. Bộ môn này cục. Wow, chúa chơi mạnh tay cục. Thank you.
mình muốn đưa cho cái này để hiểu cái này là cái gì. Tưởng cái gì cũng là cái này. Đội của mình thua con mẹ rồi các bạn ạ. Hẹn các bạn ở cái cam kia. Xin chào mấy anh em. Ở ngoài nó lạnh quá, xong rồi bây giờ vào nhà nó nóng quá, thế là nó bị hà hơi. Thì tình hình anh em thấy đấy, cái bộ môn thể thao này là cái bộ môn thể thao nó rất là căng thẳng và mang cái tính quyết liệt cực mạnh luôn. Có đoạn chúng nó đánh nhau là thứ nhất này, thứ hai là có cái đoạn mà bị tung cả cái gậy vào mồm, chảy máu mũi. Không biết là mình có quay cái đoạn chảy máu mũi vào không, mong mà có. Nhưng mà nó có ấy. Thế hôm nay mình tiện, mình được đi chơi, mình ra ngoài thì mình quay cho anh em xem. Mặc dù cái tầm nhìn nó hơi bị hạn hẹp, với cả nó mờ mờ tí vì đấy là con iPhone của mình, iPhone 6. Mẹ mình còn phải ngủ mình xóa mãi. Xóa bao nhiêu thứ, xóa con mẹ cả phần mềm 16GB mà. Uầy, chuối vãi đái luôn, chuối banana luôn. Thì mong anh em thích video này và đừng quên để lại một nút khoái.